Duyên Hà, anh có biết tại sao tôi luôn thắng không? Vì tôi biết thứ thậm chí anh còn không biết. Đặc biệt là về bà của anh. Chủ tịch Ma đã biết ngay từ đầu lúc bố mẹ tôi nhận nuôi tôi. Dù anh có đến và than vãn về điều này, cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu, đổ bám váy bà. Chị Sê Dân. Chị à. Chị bảo em giữ lấy bí mật này tới khi chết cơ mà. Chị bảo mình đừng nói cho Du In Ha mà. Kang Ji Ho biết rồi. Anh ấy cũng biết chị là con ruột của cô Sơ rồi sao? Đúng. Em đừng nói gì cho Du In Ha về chuyện này. Nhưng điều đó có thể giúp cuộc hôn nhân của chị. Không thể để bố biết chuyện này được. Nếu bố biết thì mẹ con chị sẽ gặp rắc rối. Em biết điều đó phải không? Nếu Kang Ji Ho không giữ bí mật của chị thì sao? Chị sẽ lo việc đó. Đừng nói với Du In Ha nhiều hơn những gì anh ấy đã biết. Bà ơi, bà đã biết chuyện Du Sê Dân được nhận nuôi rồi sao? Ai đã nói với cháu chuyện đó, Du Sê Dân? Chính con bé đã nói với cháu sao? Vâng. Dạo này cô ta như phát điên. Chỉ cần cắm bông hoa lên đầu là giống như điên thật. Bà ơi, Sê Dân táo bạo quá nhỉ? Nó rất biết khi nào dùng quân bài phù hợp. Vậy cháu không muốn cưới vì nó là con nuôi à? Chúng cháu đã biết nhau nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn nói dối cháu. Nếu cháu là con bé, thì cháu có nói sự thật không? Bây giờ cháu đã hiểu lý do tại sao bà lại để chúng cháu đính hôn, nhưng lại trì hoãn đám cưới. Trước mắt, cứ tổ chức đám cưới đi. Trước mắt ư? Giám đốc, bây giờ anh có lịch tham dự cuộc thi thiết kế với tư cách giám khảo. Bà ơi, bà cháu mình sẽ nói về chuyện này sau. Du Sê Dân, cô ta càng ngày càng giống Sơ Du Kiêm. Cái quái gì vậy? Tại sao tôi chạm mặt cậu trong nhà tôi thế? Tôi đến gặp chủ tịch Ma. Nếu cậu đang cố gắng thỏa thuận với Du Sê Dân, cậu đang lãng phí thời gian thôi. Cô ấy không giúp cậu thành công đâu. Cô ấy không giống những gì cô ấy nói. Đó là sự thật. Cậu biết được những gì rồi? Rằng cô ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi à? Cậu cũng biết về chuyện này sao? Tôi biết tất cả những gì cậu biết. Kang Ji Ho, cậu có tò mò không? Cậu muốn biết liệu tôi từ bỏ cô ấy chỉ vì tôi biết sự thật không à? Cậu đừng quá chủ quan trong ngày cưới. Tôi có thể cướp cô dâu của cậu đấy. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu. Mọi người chuẩn bị nhé. Vâng. Gì thế này? Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với chiếc quần vậy? Lúc mình nộp sản phẩm nó vẫn ổn mà. Ai đã làm chuyện này? Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta sẽ làm gì đây? Cô Trương Hê Su và cô Jin Sơn Mi, giám đốc, hai cô bình tĩnh đi. Phải có cách khắc phục. Sao cậu có bức ảnh này? Người bên cạnh giám đốc Du là mẹ tôi. Lúc đó tôi mới 2 tuổi. Thì sao? Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về chuyện đó. Mẹ tôi nói bà ấy và ông Du từng có mối quan hệ thoáng qua, nhưng hai người lại có nhân duyên gắn kết.
Phong cách trang phục thoải mái tiếp tục được ưa chuộng và nhóm chúng tôi đã thêm nét độc đáo vào bộ trang phục. Chúng tôi đã thêm áo sơ mi và bộ đồ tập thể thao bình thường để có bộ trang phục rộng rãi, thoải mái. Cái này có vẻ không giống phong cách mới. Nó trông giống một phong cách lỗi thời hơn. Thêm áo sơ mi và phong cách thể thao, tôi không nghĩ điều này phù hợp với tương lai mà thương hiệu thời trang Chun Ha đang hướng tới. Bà đe dọa mẹ tôi và đuổi mẹ tôi đi. Bà còn dọa sẽ làm tổn thương tôi nữa. Không gì quan trọng đối với cha mẹ hơn là con cái của mình. Tôi còn quá trẻ để nhớ bất cứ điều gì. Nhưng cái này có phải của giám đốc Du không? Đúng vậy. Tôi đã thiết kế và chọn màu để làm món quà tặng nó khi tốt nghiệp đại học. Nó là cái duy nhất trên thế giới. Mẹ bảo đó là một món quà từ một người quan trọng. Bái nói tôi sẽ học tốt ở trường nếu tôi giữ cái này bên mình. Mục đích cậu tìm đến tôi là gì? Tôi muốn biết cha ruột của tôi có phải là Du Min Sung không? Cái này cũng đủ để xét nghiệm ADN. Còn cái này nữa. Tôi không nghĩ Inha cần biết cho đến khi chúng ta có kết quả. Tôi nên làm gì ạ? Cẩn thận cũng không thừa. Cậu làm xét nghiệm ADN giữa cậu ta và Min Sung đi. Vâng. Tôi nghĩ phong cách thời trang phi giới tính là lỗi mốt, nhưng tôi đã nhầm. Thiết kế ban đầu họ gửi là quần, nhưng tôi thích cách họ đổi thành váy. Điều này thật mới mẻ. Rất mới mẻ. Ý tưởng thiết kế của đội các bạn là gì? Ý tưởng của chúng tôi cho thiết kế này là không rác thải. Chúng tôi muốn sử dụng kỹ thuật có thể giảm chất thải, đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo ra những mẫu quần áo thân thiện với môi trường. Chúng tôi muốn tạo ra thiết kế không phân biệt chủng tộc hoặc giới tính. Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra thời trang gắn kết mọi người. Đây có phải là sản phẩm hoàn thiện không? Có vẻ như nó chưa hoàn thành. Thật ra là, đó là điểm nổi bật của chúng tôi. Chúng tôi không làm gấu váy để trông tự nhiên hơn. Phần dưới cùng được giữ nguyên để cho thấy kết cấu vải. Tôi nghĩ tôi sẽ thử váy của đội hiệp sĩ áo đen vào một ngày nào đó. Nó trông đơn giản nhưng sang trọng. Con trai đang học đại học của tôi sẽ thích bộ này. Chúng tôi sẽ liên hệ riêng với những người chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ niềm đam mê đối với ngành này. Sau khi xong việc hãy gặp nói chuyện nhé. Anh nhìn thấy cái gì cơ? Tôi thấy cô cố tình phá hỏng đội hiệp sĩ áo đen. Nói chính xác hơn thì cô động đến sản phẩm của Hesu. Tại sao cô lại làm vậy? Điều đó có thật sự cần thiết không? Cô và Hesu lớn lên trong cùng một trại trẻ mồ côi. Cô được một gia đình giàu có nhận nuôi và sống một cuộc sống sung túc. Tại sao cô lại ghét Hesu đến vậy?